Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Này lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ S199. Đấy. Như trên màn hình các bạn ấy, nó đang là một mẫu camera nhỏ nhất thị trường nhá. Có tên là S199. Đấy. Đây, thì cái ngoại hình của nó đây các bạn nhá. Rất là nhỏ luôn, không bằng ngón trỏ luôn này. Đấy, ngón trỏ to hơn luôn nhá. Cực kỳ nhỏ và mắt camera của nó cũng như vậy. Đấy, mắt camera siêu nhỏ bằng đúng một que tăm nhá. Hình ảnh nó thu lại sẽ là 4K nhá, góc quay 150 độ, có chức năng kết nối từ xa qua 3-4G này, có cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động và lưu trữ vào thẻ nhớ nhá. Đấy, ngoại hình con này thì nhỏ nhất thị trường rồi. Đấy, kèm theo các chức năng của nó để hỗ trợ cho khách hàng nhà mình có thể sử dụng để là giám sát nhà cửa này, lưu trữ bằng chứng này, hoặc là theo dõi vợ chồng, cực kỳ hợp lý nhá. Đấy, sản phẩm này thì các bạn có thể là cài thành cúc áo, nó sẽ là một dạng ngụy trang cúc áo nhá. Thì cái bộ phụ kiện của nó này sẽ có một túi ngụy trang. Túi ngụy trang này thì nó sẽ rất là nhiều đồ ngụy trang, nhưng mà thông thường ấy là khách hàng nhà mình sẽ sử dụng dòng cúc áo loại phổ thông nhất nhá. Đấy, cúc áo này thì nó sẽ hai dạng, một cúc áo loại to, một loại nhỏ này. Đấy, thì khi mà bạn sử dụng đến ấy, các bạn sẽ gắn vào mắt camera cho mình nhá. Gắn vào camera, ví dụ như cái đây, đây là cúc loại to nhá, các bạn sẽ gắn vào đây này, đẩy ra vào trong như này thì mắt camera sẽ ở chính giữa luôn, và ngoại hình thì không khác gì một cúc áo cả. Các bạn vẫn có thể cài cúc áo bình thường luôn nhá. Rất là tiện. Cũng như đây, mẫu thứ hai của nó đây sẽ là một dòng cúc áo mini. Đấy, cúc áo này thì các bạn sử dụng ấy, các bạn sẽ gắn keo vào để cho chắc nhá. Các bạn có thể chấm một vài giọt keo vào đây để cho chắc nhá, 1-2 giọt keo thôi nhá, không nên chấm nhiều. Ngoài giọt keo thì khi mà bạn cậy mạnh thì có thể ra, còn nếu mà bạn chấm nhiều quá thì khó, rất là khó lấy nhá. Đấy, đó thì đây sẽ là hai cái mắt ngụy trang mà khách hàng sử dụng nhiều nhất nhá. Và đặc biệt nó cực kỳ kín luôn đây, thì nó không khác gì một chiếc cúc áo bình thường cả nhá, rất là kín luôn. Đấy, chiếc camera của nhà mình ấy thì đa phần là các bạn sử dụng để mang đi ra ngoài quay. Đấy, ra ngoài thì các bạn có thể là quay được các cái bằng chứng cứ này. Đấy. Hoặc là ở trong nhà thì các bạn có thể theo dõi vợ chồng một cách kín đáo nhất nhá. Đó. Rồi, thì các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cúc áo S199 phiên bản nhỏ nhất của nhà mình, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho bạn nhá. Giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng này, cũng như là vào test sản phẩm thực tế cho bạn luôn. Đấy. Đây. Thì để sử dụng được chiếc camera S199 này, đầu tiên các bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại. Điện thoại sẽ là điện thoại cảm ứng nhá. Đấy. Sau khi đã chuẩn bị xong rồi, các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng có tên là Lookcam. Ứng dụng Lookcam này thì tất cả điện thoại đều có thể sử dụng hết. Đấy. iPhone hay là Android đều sử dụng hết nhá. Mình dùng iPhone thì mình sẽ vào App Store này. Còn các bạn mà chạy lại bằng Android thì vào cửa hàng Sếp Play nhé. Tên ứng dụng sẽ là Lookcam. Đấy. Lookcam đây. Đấy. Tên của nó là Lookcam này. Đấy. LOOKCAM nhé. Các bạn tìm kiếm cho mình. Khi tìm kiếm thì nó hiện ra biểu tượng màu xanh. Các bạn tải về. Các bạn lưu ý mình ấy, là tên sẽ là Lookcam này. Biểu tượng màu xanh nước biển nhá. Các bạn tải về. Tải về xong thì các bạn sẽ chưa vội mở lên nhá. Đấy. Sau đó thì bạn sẽ thoát ra. Và tiếp theo đó chính là các bạn sẽ mở camera lên. Mở camera thì các bạn chỉ gảy nút thôi, gạt nút là camera sẽ hoạt động. Khi hoạt động thì nó có một ánh sáng nhỏ đỏ này, nó sẽ sáng lên này. Ánh sáng này các bạn có thể tắt bật tùy ý nhá, và tắt bật từ xa trên điện thoại luôn. Đấy, rất là tiện luôn đó. Rồi ok, thì sau khi bạn đã bật camera rồi thì tiếp theo các bạn chỉ cần vào phần cài đặt của điện thoại này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Đấy. Khi mà bạn vào phần cài đặt wifi nhá, nó hiện ra một mã wifi có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu thì ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu ý mình ấy, là mã wifi của camera cúc áo S199 của nhà mình sẽ có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu. Đấy. Kết nối xong nó có báo là mạng không có internet này thì không sao cả nhá, do đây là tín hiệu wifi của camera phát ra để bạn có thể kết nối với nó. Đấy. Nên là không sao cả nhá. Đấy. Kết nối xong rồi, các bạn sẽ vào ứng dụng Lookcam này là dùng này.
Đấy. Khi truy cập nhá, nó có hiện các dòng chữ cho phép nhá. Các bạn chỉ ấn cho phép hết cho mình. Đấy. Cho phép thì dụng dụng này. Cho phép thông báo này. Đấy. Đến khi có chữ tít như này này, các bạn ấn ken. Và để kết nối trực tiếp vào camera nhá, các bạn chỉ cần ấn đi vào online này, chọn ken là mình có thể xem trực tiếp vào camera rồi nhá. Đấy. Đây, mình sẽ quay ngang màn hình ra nhá. Đó bạn nhá. Đây. Đây sẽ là cái phần hình ảnh thực tế của sản phẩm này. Đấy, rất là nét luôn nhá. Đó, chữ đây. Đấy, các bạn để soi được cả chữ luôn nhá. Cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Siêu sắc nét các bạn nhá. Đó, và tốc độ quay của chiếc camera nhà mình thì cực kỳ mượt. Đấy, các bạn đưa đâu là quay lên đấy, cực kỳ mượt luôn các bạn nhá. Đấy. Trên đây của nó thì vẫn hiển thị rõ ngày giờ tháng 5 này. Đấy. Hôm nay ngày 27 tháng 10 2023 này. Và giờ mình đang quay là chính là 9 giờ 50 phút đây. Một giây này, cập nhật giờ quốc tế luôn nhá. Và hình ảnh này mới chỉ là hình HD thôi. Các bạn nào muốn cài đặt hình ảnh cao hơn ấy thì ấn góc trên này, chọn mình hình 4K, nó sẽ là hình ảnh cao nhất nhá. Đấy, ok. Đó. Và tiếp nữa thì đến phần đèn nhá. Phần đèn của camera này thì trong quá trình sử dụng nhá, cái đèn này nó sẽ sáng này. Các bạn muốn tắt nó đi thì ấn lại phần bóng đèn này, lập tức sẽ tắt đi nhá. Còn muốn bật nó lên thì ấn lại phần bóng đèn này là nó sẽ bật lên. Đấy, tắt bật ở trên điện thoại nhá, cực kỳ tiện và cực kỳ hiệu quả luôn nhá. Đấy, ok. Đó, thì đó sẽ là cái phần tắt bật đèn cũng như là chiếc camera của nhà mình nó thu đầy đủ âm thanh nhá. Các bạn muốn nghe được âm thanh thì chỉ cần bật cho mình cái loa lên, và muốn nghe âm thanh to rõ ràng ấy, thì tăng độ điện thoại lên nhá. Giờ mình bật loa để test. 0879 0879 801 999. Đó bạn nhá, thì đây sẽ là âm thanh. Và cái âm thanh khi mà các bạn để gần nhau nhé, và mà các bạn có bật loa ngoài lên này thì nó sẽ có tiếng xung đột. Còn khi mà xem từ xa cũng như khi mà bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột nó sẽ bị loại bỏ nhé, nó sẽ không còn đâu. Đấy. Thì như đây mình sẽ bật lên này. Đấy, để cho bạn nghe được cái tiếng xung đột của nó khi mình bật loa ngoài và để cạnh thiết bị nhé. 0879 0879 801. Đấy, các bạn thấy không? À, lúc mới đầu mình mới bật lên ấy thì nó vẫn nghe rất là rõ, nhưng xong là do hai sóng này nó tiếng xung đột là kêu e các bạn nhá. Đấy. Và trong ứng dụng là của nhà mình thì vẫn đầy đủ các cái phần như là ghi âm này, chụp ảnh này, quay video này, chỉnh chiều quay, góc quay. Đấy, cái này thì mình đã auto cho bạn rồi nên là không cần thiết, nếu mà các bạn muốn sử dụng thì dùng thôi, cái này không cần thiết lắm nhá. Đấy. Tiếp nữa thì mình sẽ vào hướng dẫn cho bạn cách kết nối từ xa. Để kết nối từ xa được thì các bạn sẽ đạt cho mình hai điều kiện nhá. Một là xung quanh camera này phải có wifi, và hai là điện thoại các bạn này phải có mạng di động 3G hoặc là wifi tùy ý. Khi mà nó đạt hai điều kiện này rồi, các bạn ấn cho mình ở phần bánh răng cài đặt, chọn mục device setting, chọn mục wifi setting này. Đấy. Khi chọn mục wifi setting, nó hiện ra toàn bộ wifi xung quanh camera của các bạn. Đấy, các bạn chỉ cần tìm cho mình cái wifi nào căng nhất và các bạn biết mật khẩu ấy, các bạn sẽ ấn vào cho mình. Sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi. Nhập xong các bạn ấn ok là mình đã kết nối từ xa rồi. Đấy. Khi kết nối từ xa này rồi thì các bạn chỉ cần vào ứng dụng là xem nhá. Đấy, sẽ không phải là kết nối theo các bước như ban nãy mình chỉ nữa. Đấy. Đấy, đầu tiên nó có phát cái tín hiệu wifi này. Đấy, đầu tiên nó có phát ra một tín hiệu wifi có chữ S nhá. Đấy. Còn khi mà các bạn đã kết nối từ xa, đấy, kết nối từ xa với wifi ấy, thì cái tín hiệu wifi có chữ S này nó sẽ ẩn đi, không còn phát nhá. Nên là tăng tính năng bảo mật sản phẩm lên nhá. Đấy. Thì tại vì là rất nhiều khách hàng dạo gần đây cũng hỏi mình là thế tự nhiên trong nhà lại phát ra một cái wifi có chữ F, người nhà đăng nhập thì làm sao? Đấy, thì các bạn chỉ cần kết nối từ xa thôi nhá, là cái tín hiệu wifi nó sẽ ẩn đi, không phát nữa. Đấy. Đồng thời thì lúc đó bạn chỉ điện thoại bạn chỉ có mạng ấy, là bạn vào ứng dụng mà xem nhá. Đấy, cực kỳ bảo mật. Đó. Ok, mình thì mình sẽ không kết nối từ xa nhé. Tại vì khi mà mình kết nối từ xa đi ấy, thì cái tín hiệu wifi của camera ẩn đi thì khách nhà mình sẽ không mua được và không dùng được, nên là mình sẽ không kết nối từ xa nhé. Đấy. Tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu này. Để đổi mật khẩu được ấy, các bạn ấn cho mình ở phần device online nhé. Chọn mình mục modify này. Đấy. Khi chọn mục modify này, nó hiện ra là ba dòng chữ. Dòng đầu tiên của nó sẽ là phần mật khẩu cũ, và mật khẩu mặc định của camera sẽ là 123456. 123456 này nó chính là mật khẩu mặc định của camera siêu nhỏ nhà mình nhá.
Dòng thứ hai là sẽ phần new password đây. Phần new password này nó sẽ là phần mật khẩu mới. Mật khẩu mới này thì các bạn có thể sử dụng một cái mật khẩu đó các bạn dễ nhớ để các bạn đánh vào. Ví dụ như mình sẽ nhập là điện tử XO chẳng hạn. Đấy. Và dòng thứ ba thì cần nhập lại mật khẩu thôi. Nhập xong các bạn ấn OK là mình có thể đổi mật khẩu rồi. Đấy. Đó, thì đó sẽ là cách đổi mật khẩu nhá, cũng là phần kết thúc video của mình. Đấy. Thì trên đây đang là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là phần test sản phẩm thực tế tại điện tử XO. Các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cúc áo S199 phiên bản nhỏ nhất thị trường là của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ chi tiết cho bạn nha. Nhà mình có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để tham khảo như là thử hàng trực tiếp nhé. Và xa thì mình có ship COD toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra, các bạn bóc hàng ra, test hàng, thử hàng chuẩn đúng như trong quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Còn không các bạn để hoàn hàng hoặc là trả hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Đấy. Hơn nữa thì các bạn chỉ cần đăng ký kênh YouTube của mình thôi thì mình sẽ tặng kèm cho bạn là một chiếc thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu nhá. Đó sẽ là phần quà khi mà bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy, ngoài ra thì mình sẽ miễn phí ship cho bạn khi ở xa luôn, chỉ cần đăng ký kênh YouTube thôi. Đó là bạn nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất tại quà nhà mình nhá. Xin chào lại toàn thể các bạn.